Wow, trái to đẹp cả nhà nha. Đa phần là mình thấy mấy cái trái này á là nó đã già hết rồi. Cứ vô mấy cái mùa mà nó sắp tới Tết của mình á là mặn cầu là mình thấy nó già thu hoạch được hết luôn rồi đó. Rồi cả nhà xem nguyên một chùm đây nè. Thế mơ dễ sờ mê không? Đó, ở đây nữa. Đó. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay đi ra ngoài vườn, mình sẽ thu hoạch một số mẵn cầu Úc với lại bưởi với một số rau cải sân trước nữa. Cho nên là xin mời cả nhà cùng ra vườn nha. Coi có cái gì thì mình sẽ thu hoạch cái đó cho vui nha. Nguyên cái chùm này là coi 2, 2, 4, 6, 8 trái. Đây trái nữa nè, đây trái nhỏ nhỏ nữa. Đó. Đây, 8 trái một cái nhánh này đó. Quá chừng chưa? Trái này cũng giòn giòn thôi, nó không có lớn lắm. Nhưng mà già thì đã già hết rồi. Cắt một chỗ mà bụp bụp luôn, thấy mê luôn á. Ây dồ. Mấy cái trái này nó già hết trơn luôn á cả nhà. Coi cái màu của nó nè, thấy cái màu nó là biết rồi. Đây, trái này cũng ok nè. Nói chung là bây giờ mình thấy mẵn cầu là nó già hết cả nhà nha. Để qua phía bên đây có một số trái mình bao trong kia. Đây, cái này chưa đâu. Đó, wow, hai cái trái này đẹp quá cả nhà ơi, coi nè. Nhưng mà cái mình thấy cái da của nó đó, cái da của nó vẫn còn xanh đậm đậm. Cho nên là mình chừa lại để cho trễ trễ, để cái cây của mình nó vẫn còn trái cả nhà ơi. Để mình hái cái trái nào mà cái da nó đây, nhưng mà cái trái này nè, da nó vàng rồi nè. Wow, treo cả nhà, có trái mang cầu. Ồ, khủng khiếp. Cái trái này là mình thấy bự nhất nha, bự nhất hổng giờ mà mình thu hoạch luôn á. Ôi nhiều quá cả nhà ơi. Ở trên đây nữa nè. Wow, trên đó cũng một cặp đó. Một cặp đó là mình hái luôn được đó. Cái trái này nó to ơi là to luôn á. Thường những cái trái mà mình thấy mà nó bự trái á là nó nằm ở trong những cái nhánh bự không à, những cái nhánh to nhánh lớn vậy nè, tại nó có đủ sức để nó nuôi á. Còn những cái nhánh mà nó rìa rìa, nó nhỏ nhỏ đó thì cái trái của nó sẽ không có bự, trái của nó sẽ không có chất lượng, nó không có to. Cho nên là thường á mấy cái cây mãng cầu này á, cả nhà xem nè, đây đó, mấy cái nhánh nhỏ nhỏ vậy nè, cái trái của nó sẽ không bao giờ bự được. Mà đâu có lặt bỏ đâu, tiếc á, cứ để vậy thôi, trái nhỏ thì ăn trái nhỏ. Thường mấy cái mãng cầu này á, cứ qua một năm á mà mình thu hoạch trái rồi á là mình sẽ cắt tỉa cái cây nó lại cho nó thật là gọn. Cắt phải mạnh mạnh tay cả nhà nha. Chứ nhiều người mà nhát nhát tay á, cắt tỉa tỉa cái rìa rìa ở bên ngoài không á là cũng không có ăn thua gì đâu. Cắt phải sát sát vô. Đây, trái này được nè nha. Còn hai cái trái này mình thấy nó còn xanh cho nên để đi. Đó, lười lại kéo nè. Lười lại kéo. Mấy cái trái mà mình không có bao cái bao xốp á, thường nó cạo qua cà lợi nó sẽ không được đẹp trái. Đây nè, một cặp của nó. Trái này nhỏ hơn nha, trái kia nó to lắm. Quá chừng. Quá chừng cái trái này nó to khủng khiếp luôn. Wow. Cả nhà xem cái trái của nó nè, nhìn thấy mê chưa? Còn một cặp trên kia nữa cũng to như vậy nè. Cái trái này nó cao quá cả nhà ơi, mình phải trèo lên. Ôi ôi, thấy mê quá cả nhà ơi, cái trái của nó nè. Đó. Đa phần mấy cái trái mẵn cầu này là mình thấy là cắt được hết trơn rồi đó chứ. Tại vì mình cứ nương nương, mình chừa chừa. Chứ đúng ra là nó già hết trơn rồi cả nhà ơi. Cái màu của nó nè. Mấy cái trái này nhỏ nhỏ không à. Nhỏ nhỏ giòn giòn chứ ăn cũng ngon lắm nha. Nguyên cái đám hằng đây là cái trái nó giòn giòn không ạ. Nhưng mà nó già hết rồi nè. Coi cái trái của nó nè. Thu mấy trái mãng cầu này mà phát ghiền luôn cả nhà ơi. Phải dùng từ là phát ghiền á, cắt đã tay luôn á.
thu hoạch vài trái nữa cái là mình qua bên kia để mình thu hoạch mấy cái trái bưởi nha. Tết là ở nhà của mình là trong vườn đã có mặn cầu với lại bưởi rồi, khỏi cần đi mua hai cái thứ đó nha. Vô cái mùa này á, là mặn cầu với bưởi á, là ở ngoài chợ mình thấy bán cũng mắc lắm á. Tại vì đa phần là vô mùa Tết á, họ mua về để họ chưng Tết á, cho nên là cái giá nó cũng sẽ cao hơn là mọi khi. Wow. Hy vọng là còn một số mà trái nó còn xanh xanh á, để mà mình chừa lại. Chứ thu hoạch hết rồi á thì trên cây nó không còn trái. Lâu lâu á mình đi ra ngoài vườn á, mình rỉa rỉa vài trái mình đem vô trong nhà ăn thì nó thích hơn. Hôm nay là mình thu hoạch bao nhiêu đây thôi cả nhà ơi, chừa chừa lại đợt sau á mình sẽ ra mình thu hoạch tiếp nha, để mình còn được ăn lâu dài đó. Mấy cái trái đẹp đẹp to to này nè mình đem đi biếu vài người đó cả nhà ơi, thấy mê không? Cái trái này hơn một hào á, bự đẹp dễ sợ luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ qua mình thu hoạch mấy cái trái bưởi luôn nha. Mấy cái bưởi này của mình á là đã thu hoạch được hết rồi, nhưng mà tại vì thích để cho nó còn ở trên cây á, cho nên cái trái nó quá chừng luôn rồi, nó vàng hết trơn hết trọi. Cái này mà mình để cho nó lâu quá thì cái trái của nó sẽ bị khô, không được ngon cả nhà. Nhưng mà tại vì thích để cho trên cây á, biết là biết vậy đó, nhưng mà sao cứ vẫn để à. Hôm nay mình sẽ ra thu hoạch một số nha. Ui chù chù chù, có một số trái nó vàng quá vàng luôn rồi nè, quá chừng luôn. Ủa hổm mình thấy một cặp đẹp lắm mà đâu rồi, đây đây cái nhà ơi, một cặp này quá đẹp luôn nè, hai trái tròn ấm luôn á. Trái nào trái đó nó lủng la lủng lẳng, nhìn thấy cưng ơi là cưng. Cắt sâu sâu lên, cao cao chứ, để nó còn cái cuốn á, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Mấy cái bưởi này mình cắt xuống á, mình để chừng tuần lễ sau ăn nó sẽ ngon hơn nha. Cái trái này nó quá đẹp luôn nha, cắt mà nó còn có cái nhánh với cái lá này nè, nhìn đẹp chưa? Đó, quá đẹp luôn. Cắt làm sao mà hai cái trái này á nó còn dính lại với nhau á. Ui đừng có rớt nha, đừng có rớt thì nó sẽ đẹp. Wow, cả nhà ơi coi nè, một cặp. Ôi ôi, nó đều mà đẹp dễ sợ, đẹp không? Nhưng mà cái nhánh này nó không còn lá, chứ nếu không có vài cái miếng lá ở trên đây nữa nhìn nó đẹp lắm luôn á. Cái trái này nó chưa vàng lắm ha, nhưng mà nó già hết trơn rồi cả nhà ơi, không cắt là nó vàng khè, với lại nước trên nước dưới là không còn gì ngon gì nữa hết á. Nó nằm nó mắc kẹt ở trên đây luôn. Cái này mà không cắt vài bữa nữa nó sẽ nứt cái đít nha, nó có cái đường sẵn rồi. Wow, trái này đẹp nha. Cái tua hôm nay là mình cắt được 2, 4, 6, cái này nữa là 7. Trái này là mình thấy nó đẹp nha, coi nè, nó vừa, nó tròn đều á mà nó có lá nữa. Còn mấy cái trái còn lại á, mình sẽ chừa lại cho cái tua sau, để vô cái mấy cái ngày Tết á, mấy anh em về á thì mình sẽ cắt một tua nữa để đem biếu. Coi nè, cái trái này còn xanh, cái cặp bên đó là mình thấy nó cũng vàng lắm vàng rồi đó. Hôm nay mình cũng cắt một số này là đem đi biếu nè, còn cái số còn lại chừa lại vô cái ngày Tết á thì mình sẽ cắt sau nha. Wow, một ngày hôm nay là mình bội thu cả nhà nha, vừa mặn cầu vừa bưởi. Bây giờ đi lên sân trước để mình thu hoạch mấy cái rau xà lách, để chiều á mình làm một cái món thịt bò xào cho hai đứa nhỏ nó ăn. Ui trời trời, lăn lê bò lết mệt luôn, đuối luôn á. Ui trời trời, cái rổ này chắc mình nghĩ chất không có hết đâu, nhưng chất được bao nhiêu mình sẽ chất vô. Cái trái này nó bị gì ha, nó bị sần sùi, cái da của nó nhìn không đẹp. Cái này cũng vậy nữa nè, nhưng mà cái đó bên ngoài thôi,
chủ yếu là bên trong ăn nó ngon là được rồi. Chất chất kiểu này nhiều khi nó ngã đó, vậy là nó gãy cái cuốn uổng lắm. Chất đây nha. Bây giờ mình sẽ lên sân trước để mình coi thu hoạch một số rau nha. Mùa này thì cũng chưa có rộ mấy cái rau cải cho lắm, tại nó lạnh quá đó, cho nên là mình cũng chưa có trồng nhiều. Wow, mấy cái xà lách này ngon quá cả nhà ơi. Nó mịn, nó mềm, nó non trong luôn á. Thu hoạch mà phải nhẹ nhàng. Mấy cái rau này thu hoạch vô cái mình xào thịt bò đó. Mấy cái rau này mình lót ở dưới với cà chua, cái mình xào cò xong cái mình đổ lên trên chấm với muối tiêu chanh. Từ nhỏ nó thích lắm luôn cả nhà, ăn cái món đó là nó ăn nhiều lắm, nó ăn ghiền luôn á. Trời ơi cả nhà ơi, coi nè, nó tươi trong mà. Nó mềm, nó non á, mà mình đụng vô á, mình đụng vô mình sợ là nó bị gãy luôn á. Mấy cái rau này hình như được hỏi mình mua đâu quên người ta. Nhưng mà chỉ có hai chỗ là mình mua thôi. Một đó là Home Depot, hai đó là cái chỗ mà của người đại hàng á, Every Nursery, trong hai cái chỗ đó đó. Mà cái rau xà lách này mà thấy ngon nha, nó mềm. Để coi cái tên của nó đâu mất tiêu rồi. Đây nè, ở nhà coi cái loại rau mà mình trồng là loại này nè. Ăn rất là ngon. Mình cứ thu hoạch mấy cái lá này mình ăn á, chứ là vài ngày sau nó phúng phúng lên lại. Nó mong manh dễ vỡ lắm luôn á nha. Này phải nhẹ nhẹ tay chứ thôi mình bẻ lên tóc cái róc nó lên luôn á. Bao nhiêu đây là nhiều lắm luôn á cả nhà ơi, được hai dĩa luôn đó. Bây giờ đi lên đằng đây để mình thu hoạch cái rau cải tím. Coi cái màu nó đẹp chưa? Cái màu nó tím nè. Ăn cái mùi, cái vị thì nó y chang là cái rau cải xanh thôi. Khi mà mình luộc lên á, thì nó ra cái màu tím cả nhà nha. Nó ngộ ngộ ha. Còn nếu không mình ăn bánh xèo á, mình cũng có thể lấy cái rau này cuốn luôn. Trời ơi, nhẹ nhẹ, cái rễ, cái cùi nó muốn tóc lên luôn rồi. Cái bẹ nào, bẹ đó nó to ơi là to luôn. Cái này nó cũng chưa có to lắm đâu. Mấy năm trước mình trồng hả, cái bẹ của nó bự dữ lắm. Cứ ra ngoài vườn là mình sẽ có rau cải mình thu hoạch, khỏi cần đi chợ để mua rau cả nhà nha. Mình qua cái khuôn rau cải tàu sậy phía bên đây á, để mình đánh tỉa bớt đi một số cây. Nó hồi nó dày quá thì nó cũng không có lên cây tốt được, quá chừng luôn rồi. Mình ươm sao mà nó dày đặc luôn nè. Đợt hổm đó là mình đã lấy một số mình trồng qua khuôn bên kia rồi đó, mà bây giờ nó vẫn còn dày cho nên là mình phải nhổ bớt nó đi. Mấy cái cây con này á, đem vô nấu canh tôm, bỏ ít gừng vô ngon lắm luôn á. Nhổ cho nó thưa cả nhà ơi, chứ quá chừng luôn rồi nè, làm sao nó lớn nổi đó. Chừa một số lại thôi. Quá trình rậm luôn. Nghe cái mùi
mấy cái cải xanh này thèm ăn bánh xèo quá, mà làm biến quá cả nhà, tại ở nhà không có đủ đồ phải đi chợ này nữa kia, cho nên làm biến lười quá. Mấy cái tháng này là nó lạnh quá, cho nên là mấy cái rau cải á nó cũng chậm lớn nữa. Cái cải tàu sậy này á, năm nào mình trồng nó lên bắp to, mình ham dữ lắm, ham luôn. Có nhiều người hỏi là cái giống hạt cải này mình mua ở đâu, thì mình nhớ cái giống này á, mình mua lâu lắm rồi, là mua ở trên mạng Facebook đó cả nhà nha. Vô cái mùa mà mùa xuân đó, là ở trên Facebook á, mình thấy có nhiều người họ bán hạt giống á. Còn nếu không cả nhà search ở trên Amazon á, trên Amazon cũng có nữa, cũng có bán cái hạt giống này, nhưng mà bây giờ mình quên cái tên của nó rồi. Để mình sẽ search cái tên của nó, mình để trong mình lồng ở trong video cho cả nhà, ai mà cần á, có muốn mua cái loại hạt giống mà cải tàu sậy á thì mua trên Amazon cũng có nha. Nước sơ khu vườn chút xíu thôi mà mình được nguyên một cái rổ rau nha. Cái rổ này là cũng lớn đó chứ không có nhỏ đâu. Bây giờ mình sẽ đi vô trong nhà. Hôm nay là mình thu hoạch được bao nhiêu đây nè, mặn cầu, bưởi với lại một rổ rau luôn. Thấy mê dễ sợ chưa? Cứ không đi làm, đi ở nhà đó là đi ra ngoài vườn là thu hoạch được bao nhiêu đây nè. Mê lắm luôn cả nhà ơi.